đầu tuần anh em làm tí thỏ. Em mau chào đón sự trở lại của Hùng Kèo. Ba tiếp tục. Ba tiếp tục. Nào. Lau đi. Thôi, thôi mà. Ba cha rồi đúng không? Đúng, ba cha là đúng. Đúng, ba cha là đứt chân nha. Xong rồi đi hát tí nhỉ. Chị, bây giờ nó bạc to mà đi yêu gì chơi. Ông bà nó trực mấy con hát rồi. Ôi, nó trực ai chung. Ôi, trời ơi. Lùn, chưa bảo nó xích gì đấy. Đấy, thỏ này, lẩu thỏ này. Bật cho to hết nước đi à. Hết nước rồi đấy. Ăn rồi mà, người ở đây đã ở chín rồi mà. Bụng lụa ấy. Bụng lụa đi. Bụng lụa à. Đấy. Lẩu thỏ á, thằng que tiếp. Về nhà rồi nó cứ bảo là sao mày que nhiều thế mà mày uống kém thế. Đúng, về nhà uống kém thật. Không phải đối thủ luôn. Ui, đối thủ của nó. Mẹ mai tôi chắc vào. Mẹ nó mà tuột là thì mẹ lút luôn. Lết luôn. Quần rồi mặc quần quanh. Bó nó tay anh em bên đây. Đúng không? Chuẩn ba luôn. Ăn thôi, ăn thôi. Rồi ăn trước, ăn rồi mà người ta lâu chín rồi mà. Chín rồi mà. Chín rồi mà, ăn thôi. Chưa có biết nào mà mày đóng để nhé. Đi ra nhanh nhá. Cháu đóng để thế nhỉ. Bụng mở mở làm nước. Ăn đi, anh em. Anh em dùng đi. Mày có nhà nhá. Đấy. Hôm nay món cháo. Hôm nay em làm cái đùi thỏ này. Hôm ca ca tối về. Ra một con. Giống thịt gà đấy nhỉ? Ừ. Chuột. Quá. Không, buổi sau về thì phải đóng nước, đóng lại chuột luôn mới tập hợp. Không, mới ăn phải. Nhưng mà... Còn không? Nó không nước đâu mà kiểu. Còn nó ăn nó, ngày xưa nó ăn nó khó ăn yếu lúc anh vừa lá biết gì đâu. Lúc nuôi nuôi học cấp hai nha, tao nuôi thỏ nha, tao bán được có tiền. Đầu tiên tao nuôi có một cằm sáu. Nhà anh nuôi đầy ông già ông nuôi đẻ liên sỏi ăn không kịp ăn bán. Không kịp. Sao tao bán mà. Rồi, lúc đấy mình anh về đấy. Dễ thấy bảo trong hippie bảo dễ đừng dễ. Nuôi dễ không mà. Tôi lợn đang nuôi hai con nó khó đấy, chắc giờ phải ba tư con con đấy. Giờ mới có quạng đấy thôi. À nào, mời anh em nhé, anh em tôi tập trung vào ăn anh nhậu cái nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy lắm, đúng rồi. Cấp cứ những cốc ngoài tiền ấy, hết luôn nhá. Tin không? Cốc đi nhá, đổ trong cốc nó đầy. Bằng. Đầy luôn, đầy luôn.